Hàng năm, cả nước vẫn ghi nhận nhiều vụ ngộ độc quả dại. Những năm gần đây, nhiều trẻ em bị ngộ độc quả ngô đồng. Gần đây nhất, ngày 4 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 8 trẻ từ 9 đến 13 tuổi ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Trước đó, một trẻ đã tử vong, không kịp cứu chữa. Đây không phải vụ việc ngộ độc quả dại hiếm hoi, nhất là trẻ em. Rất nhiều vụ ngộ độc đã xảy ra. Chính vì thế, cộng đồng cần nhận biết và xử lý kịp thời để tránh những hậu quả đáng tiếc. Chương trình 115 phổ biến kiến thức nhận biết quả dại, những dấu hiệu ngộ độc và cách xử lý khi ngộ độc quả dại. Khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 10, khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 8 trẻ từ 9 đến 13 tuổi ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Theo lời kể của các gia đình, trưa ngày 2 tháng 10, trên đường từ trường về nhà, một nhóm khoảng 16 em học sinh thấy quả dại trên đồi chín nên hái ăn. Khoảng 3 giờ sau, trẻ xuất hiện tình trạng nôn, lơ mơ, mệt mỏi, choáng váng, kèm đau bụng dữ dội. Sau khi theo dõi, thấy tình trạng của trẻ ngày càng nặng, tầm 20 giờ đến 22 giờ cùng ngày, 9 gia đình đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn để cấp cứu và được chẩn đoán trẻ bị ngộ độc quả hồng châu. Tuy nhiên, một trẻ đã tử vong do diễn biến bệnh nhanh, nặng và cấp tính. Đêm ngày 3 tháng 10, 8 trẻ còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Gia đình theo bố mẹ hỏi thì con ấy bảo là ăn hai quả, nhưng mà nhai phải hạt. Từ trước đến giờ chưa từng ăn, mà giờ này là đầu tiên. Nhiều đứa chúng nó vui vẻ xong đi chung, dụ nhau đi chung xong đi ăn. 9 tuổi này, bị ngộ độc hồng châu ngày thứ 3. Và hiện tại cháu đến viện với tình trạng là mạch chậm khoảng 5-8 lần phút và có triệu chứng của suy gan. Hiện cộng với cái đau bụng rất là nhiều, mà đặc biệt là có một cái bụng phản ứng kiểu bụng ngoại khoa nữa. Bệnh nhân đã được điều trị triệu chứng, thứ nhất là gây nôn, điều trị suy gan, cân bằng nước điện giải, cho kháng sinh bởi vì ở đây có một cái triệu chứng viêm ruột rất rõ, và giám sát nhịp tim, và kiểm tra lại chức năng gan, thận sau một ngày điều trị. Chúng tôi tiếp nhận 8 cháu từ Bệnh viện Văn Bản ở Lào Cai chuyển lên trên Bệnh viện Nhi Trung ương. Các cháu thì đi học và ăn quả hồng châu nên bị ngộ độc. Biểu hiện của các cháu là sau khi ăn một vài tiếng thì xuất hiện nôn, mệt, choáng, đau đầu, và một cháu rất là nặng, ly bì, hôn mê và đã tử vong tại bệnh viện tỉnh. Còn 8 cháu lên đây thì đều trong tình trạng ổn định. Có 3 trên 8 cháu thì biểu hiện tình trạng nặng hơn, tức là trẻ rất là mệt, ly bì, có tình trạng suy gan, rối loạn tim mạch. Thì ngay sau khi tiếp nhận thì chúng tôi cũng tiến hành cấp cứu xử trí những cái cháu nặng trước rồi lần lượt đến các cháu khác. Ngay khi nhận được tin báo, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng chuẩn bị nguồn lực để tiếp nhận và điều trị tiếp theo cho trẻ. Các bệnh nhi đều có tình trạng rối loạn nhịp tim, chỉ số men gan tăng, có biểu hiện hủy hoại tế bào gan. Một số trẻ còn bị đau bụng. Theo tài liệu thì họ bảo rằng có một tỷ lệ nhất định gây viêm gan, gây suy gan. Cho nên đây là bạn này là một trong những triệu chứng điển hình của suy gan. Thứ nhất là có vàng da, thứ hai là có gan to, thứ ba là men gan tăng và rối loạn một số chức năng của gan, ví dụ rối loạn chức năng đông máu, giảm albumin máu. Cho nên cái này vẫn là cái suy gan điển hình. Còn cái tiến triển của cái suy gan như thế nào thì chắc chờ theo dõi. Những cái ngộ độc chung thì thường cái suy gan nó xuất hiện ngày thứ 2 đến ngày thứ 3. Vì ở đây người ta không tìm được chính xác cái chất gì gây suy gan. Có nghĩa là đáp ứng của từng cơ thể nó khác nhau. Không cứ rằng là cứ phải ăn nhiều nhất.
5 cháu gần như là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên các chỉ số xét nghiệm về tổn thương gan vẫn còn, nên là chúng tôi tiếp tục theo dõi khoảng vài hôm nữa. Một trong 3 cháu kia thì vẫn còn cái tình trạng suy gan nặng, và tình trạng tim mạch thì đã ổn định hơn rồi. Năm 2017, có 12 học sinh lớp 2, trường tiểu học Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, ăn quả ngô đồng nhặt trong sân trường phải nhập viện. Các em này đã khỏe lại sau một ngày nằm viện. Theo đại diện trường tiểu học Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, trong giờ ra chơi, nhiều học sinh lớp 2 và lớp 3 đã rủ nhau đi ăn quả ngô đồng. Hơn 10 phút sau, một số em đau bụng, nôn mửa. Nhà trường gọi xe cấp cứu, đưa số học sinh trên đến trung tâm y tế, thị xã Cửa Lò. Tại trường phổ thông dân tộc Nội Trú, trung học cơ sở Quỳ Châu, Nghệ An, nhiều em học sinh lớp 6, 7 thấy quả ngô đồng rơi ở sân trường nên cùng nhau ăn. Hơn 20 giờ, hiệu trưởng nhà trường nhận được tin báo điện thoại của giáo viên, trực giáo vụ là sau giờ ăn tối, một số học sinh Nội Trú đến xin thuốc uống. Các em có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài, chưa rõ lý do. Do đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Nội Trú tại trường nên dễ tìm hiểu, biết các em cùng ăn quả cây ngô đồng vào buổi chiều tan học. Ngay lập tức, nhà trường đưa các em đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Quỳ Châu. 37 em sau đó đã được xuất viện với tinh thần ổn định sau khi được truyền dịch và các bác sĩ trấn an tâm lý. Khoa cấp cứu và chống độc của chúng tôi thì thường xuyên tiếp nhận những các cháu nó liên quan đến ngộ độc cây quả, thậm chí là một các cái số thuốc. Tuy nhiên cái quả hồng châu này thì lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận. Mặc dù những lần trước thì các bệnh viện tuyến dưới đều đã gặp rất nhiều vì họ ở các cái tỉnh miền núi, họ xử trí cũng tương đối tốt rồi. Tuy nhiên thì đây là cái loạt bệnh nhân đầu tiên chúng tôi nhận vào. Trẻ có thể ăn nhầm vào những cái cây, ví dụ như lá ngón, cây trúc đào, hoặc là một số những cái cháu mà ăn vào những cái cây quả có phun thuốc trừ sâu mà không gọt vỏ. Đấy, thì thỉnh thoảng các cháu vẫn phải, chúng tôi vẫn gặp những các cháu ngộ độc phải vào viện. Tuy nhiên những cái cháu đấy thì nó không nặng như những cái cháu này và không nguy kịch ngay như những cái cháu mà ăn những cái quả hồng dại rừng như này. Theo các chuyên gia, quả hồng châu nhìn bên ngoài rất giống quả chanh leo. Quả hồng châu có thành phần chính là alkaloid, axit amin, axit carboxylic, polyphenol. Độc tố chính của quả hồng châu chứa chính trong nhân hạt. Độc tính của chúng tác động chủ yếu lên tế bào cơ tim và gây phù phổi cấp, dẫn tới suy hô hấp, trụy tim mạch. Một số hoạt chất khác có thể gây tổn thương các cơ quan khác như gan, thận. Quả hồng châu là một loài quả dại, thì trong đấy nó có rất nhiều chất, trong đó có cái chất gây độc chính là alkaloid, nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới cái vấn đề tim mạch, rồi đến các cái biểu hiện của một số các chất khác gây ra tình trạng suy gan, và đứa trẻ có thể chết trong tình trạng trụy tim mạch cũng như là suy gan cấp nặng. Dấu hiệu ngộ độc quả hồng châu nói riêng, quả dại nói chung cũng giống như nhiều dạng ngộ độc khác, đó là các dấu hiệu đau đầu, hoa mắt, đau bụng, đi ngoài, nôn. Dấu hiệu nặng hơn, nôn nhiều, lì bì, mệt mỏi. Cái phát hiện lúc đấy là nó bị đau bụng dữ dội, bị nôn. Xong nó mới phát hiện là chắc là ăn phải quả gì đó, ăn cái gì đó thì mới bảo nó khai ra là ăn quả dại trong rừng. Khi biết là bị ngộ độc quả rồi thì bố mẹ đưa ra bệnh viện luôn ạ. Hầu hết những trẻ này thì sau khi ăn thì có cái triệu chứng đau bụng và buồn nôn, choáng váng, mệt mỏi. Thế thì cái quan trọng nhất là bố mẹ hỏi cháu là ăn cái gì và có cái hỗ trợ của y tế gần nhất bằng cách là gây nôn hoặc là dạ dày sớm. Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời là giải pháp quan trọng cứu sống bệnh nhân khi ăn quả hồng châu.
Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho các trường hợp bị ngộ độc hồng châu, mà chủ yếu là điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng. Phát hiện trẻ có biểu hiện ngộ độc do ăn quả hồng châu cần gây nôn, rửa dạ dày càng sớm càng tốt, cho trẻ uống than hoạt với liều 1-2g 1kg cân nặng. Dùng 4-6 gói Sobitol, nếu không có thể cho uống lòng trắng trứng. Tăng cường thải độc tố. Duy trì chức năng sống, trợ tim mạch, trợ hô hấp, suy gan chống co giật, chống phù phổi cấp. Xét nghiệm, theo dõi và điều chỉnh chất điện giải trong máu cho trẻ. Điều trị mà ngộ độc quả hồng châu ở hiện tại bây giờ thì gặp rất nhiều khó khăn vì nó không có thuốc giải độc đặc hiệu. Chủ yếu là phát hiện sớm và xử lý sơ cứu ban đầu sớm bằng cách là gây nôn để các cái chất độc nó ra ngoài sớm, rồi rửa dạ dày sớm trong vòng một vài tiếng đầu. Còn lại để những cái nặng thì sau này thì sẽ gây cái tình trạng không cứu được. Gia đình khi thấy con ăn phải quả hồng châu, cần cho con uống nhiều nước và gây nôn, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất bằng xe cơ giới, tuyệt đối không để trẻ đi bộ. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời là giải pháp quan trọng nhất cứu sống được bệnh nhân, như vụ ngộ độc tại xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. 9/9 cháu được cấp cứu kịp thời, bảo toàn được tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo hiện đang là mùa quả hồng châu chín. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là trẻ em, các cấp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của quả hồng châu cũng như các loại quả dại khác. Tuyệt đối không ăn thử dù chỉ một lần nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Khuyến cáo dành cho các phụ huynh thì chủ yếu là vẫn là những cái trẻ lớn ấy, thì vẫn là dạy dỗ và cảnh báo trẻ là những cái quả nào nguy hiểm ăn được, quả nào không ăn được. Còn một điểm nữa là những người chăm sóc trẻ hoặc là những cái phụ huynh thì luôn luôn phải theo dõi và đi đồng hành với trẻ để mà quan sát, theo dõi xem trẻ có chơi rồi ăn những cái chất lạ nói chung hay là những cái quả dại nói riêng. Nhưng đây là một cái vấn đề khó vì đây là các tỉnh miền núi, các cháu đi học rồi các cháu hầu hết là rừng núi, rất nhiều các cái quả dại khác nhau. Các cơ quan chức năng khuyến cáo đến gia đình có con em đang ở độ tuổi học sinh cần phải kiểm tra, kiểm soát và ngăn ngừa các em không nên ăn bất cứ loại hoa, quả dại nào để tránh bị ngộ độc. Biện pháp có tính lâu dài và triệt để phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, những loài hoa, quả độc, mọc hoang ngoài thiên nhiên cần phải đưa vào sách giáo khoa để dạy và hướng dẫn cho các em nhận biết được những loài hoa, quả dại có độc tố, không được ăn hay ngửi để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Các nhà trường phải có biển báo và các biện pháp kiểm soát an toàn. Đồng thời, nhà trường tuyên truyền tới giáo viên, học sinh và phụ huynh tuyệt đối không ăn các loại hoa, quả có độc hoặc nghi ngờ có độc. Có như vậy sẽ hạn chế được những vụ việc đáng tiếc liên quan đến ngộ độc hoa, quả dại vừa xảy ra.